Chào các bạn, cận thân mến, ở phần video này cô Trang Anh sẽ hướng dẫn em với chủ đề số 14 trong cuốn Tổng ôn Từ vựng tập 2. Và cái chủ đề mà hôm nay chúng ta học là chủ đề một từ ba nghĩa. Theo đúng như tên của chủ đề này, hôm nay chúng ta sẽ khai thác cái khía cạnh nâng cao của từ. Tức là chúng ta sẽ tập trung vào là một từ mà sử dụng ở ba ngữ cảnh khác nhau thì nó sẽ có nghĩa khác nhau với cái dạng bài này thường xuất hiện trong đề thi học sinh giỏi, đề thi vào chuyên. Tuy nhiên thì cái phạm trù kiến thức một từ ba nghĩa này thì lại có trong chương trình luyện thi chủ quốc gia, luyện thi đánh giá năng lực. Với cái phạm trù này thì cô cho anh không để bảng từ. Bởi vì trong tiếng Anh thì khi mà mình khai thác các lớp nghĩa như tầm là C1, C2 của từ với những cái cấu trúc và cụm từ thì nó có rất là nhiều. Vì vậy mà ở cái chủ đề này thì cô Trang sẽ cho các bạn vào phần bài tập luôn Và thông qua cái phần bài tập đó thì giúp các bạn có thể thành thạo được Với cái dạng bài một từ ba nghĩa Với cái dạng bài này chúng ta sẽ sử dụng cái sự hiểu biết về vốn từ của mình Và chúng ta sẽ phải có chiến thuật xử lý cái dạng này Bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài tập áp dụng đầu tiên nhé Với cái dạng bài về một từ ba nghĩa như này thì chúng ta sẽ phải dựa vào các ngữ cảnh dựa vào ngữ cảnh của các câu nhớ và chúng ta sẽ phải xét thậm chí chúng ta phải xét cả ba câu thì mới tìm ra được cái chỗ trống này bạn sẽ điền từ gì nhớ, tức là nhớ, cùng một từ này em sẽ điền được cả vào cả ba cái chỗ trống này nhớ vậy thì bây giờ theo hướng như vậy bây giờ mình sẽ xét cái câu số 1 nhớ mình sẽ xét cái cái câu thứ nhất trong cái, cái câu số 1 này vậy bạn sẽ thấy như sau cứ có từ popular là phổ biến nhưng có từ concert là hòa nhạc với từ tickets là vé. Về dịch là vé cho cái buổi hòa nhạc được yêu thích này. chưa có có từ quickly là bán nhanh bán hết. With, với tất cả chỗ ngồi đã đã được đã có đã được đã có chỗ đã có với tất cả những cái 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 chỗ ngồi đã được bán hết rồi đúng không ạ? Với cái giá cả rất là reasonable, nghĩa là hợp lý. Vậy thì với cô ấy cô sẽ dịch như sau. Chờ cô sẽ dịch là vé của buổi hòa nhạc của biến được bán nhanh chóng và tất cả các chỗ ngồi đều được cung cấp với cái mức giá hợp lý vậy ở đây cô sẽ cần một từ với nghĩa là bán ok không ạ à. rồi tiếp này sẽ cho cô xem với cái câu số 2 của chúng ta thì sao rồi câu số 2 cô có từ latest là mới nhất Nhờ smartphone là mẫu điện thoại thông minh rồi câu sau này cô có từ smartphone là điện thoại thông minh với từ mẫu được là mẫu vậy cô dịch là cái mẫu điện thoại thông minh này đằng sau cô có từ like hotcakes vậy thì chúng ta có một cái cụm thành ngữ đó là cụm từ là go Ok, hoặc là sao? Do yeah, like hot cakes Nghĩa là bán đắt như tôm tươi Bán rất chạy Vậy bạn sẽ thấy rằng là ở đây Chợ em có thể dùng từ go hoặc là từ sao? Nhưng mà ở trong cái ngữ cảnh câu này trên nó nghĩa là bán rồi Thì cô đã nghĩ động từ là sao? Vậy đây cô cũng sẽ dùng là sao? Đúng ạ Rồi bạn sẽ thấy như sau này nhựa dịch là Nhờ cái mẫu điện thoại thông minh mới nhất lại bán đắt như tôm tươi vào ngày ra mắt nhựa với những cái khách hàng cô có từ customer khách hàng đúng không? eager háo hức yeah. với những cái khách hàng háo hức làm sao lại xếp hàng ở ngoài cái cửa hàng chờ trong hàng giờ chợ, hàng giờ trước khi nó mở cửa vậy căn cứ bằng động từ open động từ này quá khứ vậy cô sẽ ra động từ này cô chưa, chưa quá khứ vậy cô sẽ đổi từ sao thành từ sold ok rồi tiếp này với cái câu số 3 của chúng ta xem cho cô nhé chờ cô sẽ có với cái từ speech là bài phát biểu nhớ yeah, passionate là đầy cảm hứng nhờ đầy nhiệt huyết về gì bài phát biểu đầy nhiệt huyết của cô ấy về importance tầm quan trọng của environmental conservation về bảo tồn môi trường chợ đã thuyết phục được khán giả trong cái nhu cầu phải có những immediate action hành động ngay lập tức vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cô sẽ thấy rằng là với cái anh ý với cái từ này của cô nó dùng cái từ là sâu so, bán rồi này các bạn từ này là từ sâu bán rồi vậy từ thứ ba của chúng ta chắc chắn cũng sẽ dùng từ sau là bán Nhưng mà bạn nhớ được sau này Bình thường thì chúng ta chỉ biết cái từ với cái từ đó là từ Với từ sau là bán Đúng không ạ? Nhớ cho cô này ngoài với cái lết nghĩa là bán ra Đúng không ạ? Thì nó sẽ còn có một cái lết nghĩa nữa Nhớ Đó là bằng nó bằng với từ persuade Nó nghĩa là thuyết phục Giờ Vậy thì ở đây nó sẽ là cái lết nghĩa lưng cao của từ này Đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô sẽ dùng từ so với nghĩa là thuyết phục. Đấy nhá, vậy thì sau khi mà em học xong được cái câu thứ nhất này thì em sẽ biết được là uh, cái động từ sao? nó có nghĩa là bán, nó có nghĩa là thuyết phục. Chợ ngoài ra thì em còn học được một cái câu thành ngữ này nữa. Đây là cái phần này rất là hay này. Ờ ạ, để các bạn chịu khó. Được chưa? Rồi thế này, bạn nhớ cho cô là có bạn bạn sẽ thắc mắc là tại sao cô dịch cái chỗ này là là được bán đúng không ạ? Mà mà em lại dùng là động từ mà mình lại dùng là động từ ở dạng chủ động. Thì bạn nhớ cô là với cái từ là sao nhờ nó ngoài cái nghĩa là bán ra Nó còn nghĩa là được bán nữa Ok, nhớ cho cô nhé Vừa là ngoại cụm từ, vừa nội từ Rồi xong câu số 1 trở cô sang với câu số 2 Trở với cái câu số 2 Cũng sẽ theo hướng như vậy Bây giờ em sẽ xét từng câu một Nhớ từng câu đơn lẻ trong đó một nhờ xem như sau này Trở dù bạn, đúng không ạ Chúng ta có cái cấu trúc là Nitrosan thính Tiện đến đây cô Tranh mở rộng cấu trúc cho em này Cô có cái cấu trúc là somebody Nhớ thì tôi đúc ra thấy ai đó cần phải làm gì Và nhớ là cái dạng bài một từ ba nghĩa này Thì ở trong cái lộ trình ôn chuyên Mà cô Trang xây dựng cho các bạn ấy Nhớ có rất là nhiều Nhớ thậm chí là trong cái phần Ngân hàng bài tập theo chuyên đề Ở trong cái khóa tiền giải đề của khóa chuyên ấy Cũng có phần này rất là nhiều Nhớ các bạn làm dung câu trong đó nữa Chúng ta có cái cấu trúc là thấy, Cộng với ok Cộng với to be và phần từ hai chợ to be vấp phân từ 2 nhớ yeah, need to be vấp phân từ 2 này Nhớ yeah, cô viết lại nhé Cô có cấu trúc là something cộng với need Nhớ yeah, need to be vấp phân từ 2 Hoặc là baby, nghĩa là có cái gì cần thiết được làm Cô nhắc lại này Mình có cấu trúc là somebody cộng với need Cộng với to vấp Nhớ yeah, sorry oh, biết Rồi viết rõ ra đây Cô có cái cấu trúc là need To do something Cần phải làm gì Mang nghĩa chủ động chợ và cô có cái cấu trúc là need Ok, to be vớ phần từ hai Chợ hoặc là vớ bên nghĩa là có cái gì cần thiết được làm Vậy thì với các bạn dịch là bạn cần phải làm sao Cô có, có từ sport Nhờ với cái từ sport là chỗ, đúng không? Ở trong cái lớp yoga early sớm Chợ all, vì nhập popular là phổ biến Chợ có có từ session là cái cái buổi tập Chợ bởi vì những cái buổi tập được yêu thích thì thường có xu hướng Cô có, có cái cấu trúc là tend to thì có xu hướng làm gì nhờ cô có cụm từ phỉ đọc nghĩa là lấp chỗ đúng không ạ đổ đầy cho cô có từ quick lên là nhanh chóng. Vậy thì với câu này cô sẽ phải dịch là bạn cần phải đặt chỗ sớm trong lớp yoga vì những cái buổi tập phổ biến thì thường có xu hướng kín chỗ nhanh. Đấy, dịch như vậy nhé. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là nếu mà dịch với nghĩa là đặt chỗ thì cô trai sẽ có hướng là dùng cái động từ là book, ok hoặc là dùng cái động từ là reserve Bây giờ nếu như mà mình cũng không có ý tưởng là Bây giờ mình mới chỉ có định hướng trong đầu là với nghĩa là đặt chỗ Đúng không ạ? Thì mình sẽ nghĩ đến việc dùng cái động từ là book Ok, hoặc động từ reserve để nhá Bây giờ em muốn biết là dùng từ nào chắc chắn lại sẽ tiếp câu tiếp theo Cứ như theo này Tôi cần nhiều thời gian hơn để làm sao cái decision Cái quyết định Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái câu này căn cứ bằng từ decision Chúng ta sẽ có một cái cụm từ ở yeah, cho Chúng ta có một cái cụm từ như sau Đó là cụm từ Với cụm từ reserve Ok Cô có cụm từ reserves one decision cụm từ đấy của chúng ta có nghĩa là nhợ nghĩa là trần trừ nhợ không quyết định hoặc là đưa ra cái 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 phán xét Vào một cái gì đó ngay đúng không? tức là vẫn còn đang trần trừ do dự chưa đưa ra quyết định ngay nhớ yeah. vậy thì với câu này cô sẽ có như sau cô sẽ dịch là tôi cần thêm thời gian để mà có thể đưa ra cái quyết định là lên học ở trường nào nhớ yeah. vậy thì bạn sẽ thấy được là với câu này yeah, chúng ta sẽ có cô sẽ thấy được là ở vị trí số 2 theo cái cấu trúc chắc chắn cô sẽ dùng từ reserve rồi đúng không ạ thế này bây giờ xem cho cô xem vị trí số 3 thì sao trở vị trí số 3 thì cô có từ coach là huấn luyện viên trở huấn luyện viên đã co -op. chúng ta có cái cụ động từ co -op là triệu tập đúng không ạ nhớ yeah, là gọi nhớ yeah, vậy thì dịch là huấn luyện viên đã triệu tập một cái cầu thủ nhớ yeah, để mà thay thế cho tiền đạo yeah, bị chấn thương trong cái trận bóng đá đó vậy thì trong ngữ cảnh câu này sẽ phải là huấn luyện viên đã gọi một cầu thủ dự bị để thay thế cho tiền đạo nhưng bị chấn thương vậy thì bạn sẽ lưu ý cho cô như sau này chúng ta vừa mới xác định được cái từ với từ reserve là đặt chỗ đúng không? đặt chỗ nếu là động từ nhá nó có nghĩa là đặt chỗ trước để mà nó không bị sử dụng bởi người khác hay là bởi mục đích khác chợ ngoài cái nghĩa là đặt trước ra chợ nếu là động từ đặt trước nhá thì danh từ của nó nó có nghĩa là người dự bị ok vậy đúng ở vị trí này của chúng ta chốt lại ở cái câu số 2 này cô sẽ điền từ reserve cho cả ba vị trí. Ok chưa ạ? Rồi xong câu đấy chạy cô sang với câu số 3. Nốt câu này thôi chúng ta nghỉ nhá. Với cái câu số 3 xét cho cô cái ngữ cảnh của câu thứ nhất này. Cô có after years of searching. Yeah, after years of searching. Nhờ sau nhiều năm tìm tòi, họ cuối cùng cũng đã decide to. Chúng ta có cái cấu trúc là decide to sau đấy quyết định làm gì? giờ là sau nhiều năm tìm hiểu, Đó, dịch như vậy, đúng không ạ? Thì họ cuối cùng cũng đã quyết định tại sao? Yeah, quyết định ở trong một cái ngôi làng ven biển nhỏ nhớ yeah, về bên xem này vậy thì với câu dịch là sau nhiều năm tìm kiếm thì cuối cùng họ cũng đã quyết định định cư tại một cái thị trấn ven biển vậy thì cô thấy được là ở vị trí này cô sẽ dùng từ với nghĩa là định cư nhá vậy thử cho cô xem với câu số 2 này trợ với cái câu số 2 nhờ yeah, trong bộ ba câu này cô có một cái cấu trúc sau cô có cái cấu trúc là be determined từ đâu ra thấy quyết tâm làm gì À, dịch là cô ấy quyết tâm nhờ yeah, quyết tâm làm sao cô có từ score with her former business partner who had betrayed. Cô có động từ betrayed là phản bội, her trust, nhớ yeah, niềm tin của cô ấy. Vậy thì với cái câu số 2 của chúng ta. Chờ bạn sẽ căn cứ bằng từ score. Chúng ta có một cái cụm sau. Ok, à, một cái thành ngữ sau. Nhớ yeah, chúng ta sẽ có cái thành ngữ đó là you settle. You settle a score with somebody. Nhớ với somebody. Cô có cái cụm từ là settle. Nhớ, cô nói lại này, cô có cái cụm từ chờ yeah, settle earth score with somebody nghĩa là nghĩa là tính sổ ai trả thù ai về chuyện cũ vậy thì với câu là dịch là cô ta quyết tâm trả thù trả thù cái đối tác kinh doanh cũ của cô ấy người mà đã phản bội cô ấy nghĩa là dịch là cô ấy quyết tâm trả thù đối tác kinh doanh cũ người đã phản bội cô ấy vậy chắc chắn là ở cái vị trí số 2 này cô sẽ điền từ từ settle vậy thì suy ra ở vị trí thứ nhất này nhớ yeah, cô sẽ có từ settle định ngữ ở đâu settle rồi thế còn với câu số 3 thì sao? chợ với cái động từ là với động từ là sẽ ngoài có nghĩa là định cư cư trú ra thì nó sẽ còn có một cái nghĩa nữa đó là thu xếp xong là giải quyết ổn thỏa chuyện gì. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở cái câu số 3 này của chúng ta, em nhìn cho cô cái danh từ ở phía sau, nhờ nó có cái từ sau. Với từ argument nghĩa là tranh luận cãi tranh luận. Vậy nó sẽ dùng không dùng ý nghĩa là định cư đâu, nghĩa là giải quyết, đúng không ạ? Mình nghĩ tranh chấp. Bây dịch là điều quan trọng là Cô có cái cấu trúc lady post to do something Điều quan trọng là phải làm gì? Điều quan trọng là phải giải quyết cái tranh chấp trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau Đấy Hơn là Cô có cụm từ rather Hơn là làm sao đây? Phải dùng tới À trong này chúng ta có một cái cụm rất là hay này Đúng không ạ? Đó chính là cái cụm từ Với cụm từ resort chờ resort to something Phải dùng tới aggression Thế có tự aggression nghĩa là gì? Nghĩa là cái sự hung hăng Đúng không ạ? Cái sự hung hãn Sự gây hấn Đấy nhá Trợ với cái tự aggression từ này của chúng ta Bạn cũng thấy là bạn gặp rất là nhiều luôn Nhớ cô có với từ aggression, tính từ của nó aggression Nghĩa là sự hung hăng, sự gây hấn Và sau đó cô có từ violence là bạo lực Vậy dịch câu này hoàn chỉnh lại Đây là điều quan trọng là phải giải quyết tranh luận Một cách hòa bình và tôn trọng lẫn nhau Thay vì dùng đến những biện pháp gây hấn và bạo lực Ok, rồi tiếp theo với cái câu số 4 này Với cái câu số 4 thì bây giờ chúng ta sẽ phải xét xem là Ở cái chỗ trống này chúng ta sẽ cần từ loại là gì đã Thì bạn sẽ căn cứ bằng từ her là tính từ sở hữu Sau tính từ sở hữu, sở hữu cộng với danh từ Vậy thì ở cái chỗ trống đầu tiên của cái câu số 4 này Cô sẽ cần là danh từ Thế này với cái câu số 2 thì căn cứ bằng giới từ of Chúng ta có quy tắc là sau giới từ cũng là danh từ Chứ ở cái vị trí thứ ba thứ ba này em sẽ căn cứ cho cơ bằng giới từ ở uh, chúng ta có cái quy tắc là sau giới từ là danh từ chứ mình lại không có quy tắc trước giới từ là cái gì vậy thì ở đây bạn sẽ căn cứ bằng thành phần phía trước chỗ trống căn cứ bằng từ business là danh từ chúng ta có quy tắc danh từ cộng danh từ để tạo thành cụm danh từ như vậy thì ở ba chỗ trống này của chúng ta đều cần danh từ như vậy thì ở cái câu số 4 này chúng ta sẽ cần một cái từ đóng vai trò làm danh từ mà nó có thể phù hợp cho cả ba cái ngữ cảnh này. Bây giờ mình sẽ xét, xét ngữ cảnh của câu đầu tiên. Thì cô sẽ có cái gì của cô ấy đối với việc chụp ảnh. Chờ cơ có động từ grow là quá khứ của từ grow lớn dần lên. trở sau khi cô ấy tham gia một khóa học, chúng ta có cụm từ take a course, tham gia khóa học beginner dành cho người bắt đầu. Chưa, và cô ấy đã discover, khám phá ra cái talent tài năng của cô ấy Vậy thì với cái câu số 4 này có thể dịch là cái liềm đam mê Cái sự yêu thích, cái sự hứng thú dịch như vậy, đúng chưa? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là nếu mà dịch như vậy Thì bạn sẽ thấy rằng là sẽ có một số cái từ này có thể thỏa mãn Ví dụ là từ interest Chưa? Cô sẽ có cái anh là interest Thì nó sẽ có thể đi được với giới từ in Đúng không? Interest in something Hứng thú cho cái gì? Đấy nhá Ngoài ra thì bạn có thể nghĩ đến việc dùng với cái danh từ đó là từ với từ passion. Như bạn nhớ cơ từ passion là đam mê. thì với cái từ là passion thì lại không đi với giới từ in mà đi với giới từ là for. Đó không ạ? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây thì cô sẽ thiên về việc dùng từ interest. Rồi tiếp này để củng cố thêm cái khẳng định đó của mình thì sẽ cho cô xem cái câu số 2. Với câu số 2 cô có the police cảnh sát đúng không à, Questioning. Cô có từ question danh từ là câu hỏi động từ sẽ là thẩm vấn, nhớ về cảnh sát đang thẩm vấn a person or chứ là in connection with chúng ta có cụm từ in connection with có liên quan tới tới một cái vụ bank là ngân hàng robbery là cướp. Vậy là có liên quan tới một cái vụ cướp ngân hàng recent gần đây. Vậy thì với cái câu số 2 cô cho anh có thể dịch như sau. Dịch là cảnh sát đang thẩm vấn kẻ tình nghi có liên quan tới cái vụ cướp ngân hàng gần đây. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái câu này của chúng ta Nó sẽ đi theo cái cụm từ Vậy thì cái cụm từ ở đây của chúng ta là gì? Bạn thừa nhận cho cô này Cô có cái cụm từ là a person yeah, of interest Nhờ yeah, cụm từ này của chúng ta có nghĩa là kẻ tình nghi yeah. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là như vậy thì ở cái vị trí số 2 của cô Cô cũng điền ở đây được từ interest Ok, tiếp tục này xem cho cô xem với cái câu số 3 của chúng ta nhớ yeah, xem này cơ có từ of uh, of uh, the company là của công ty business là việc kinh doanh vậy thì với câu này cô sẽ dịch là lợi nhuận kinh doanh của công ty trợ là làm sao expand cô có từ expand từ đấy của chúng ta có nghĩa là mở rộng trợ mở rộng được market thị, thị trường yeah, share là mở rộng được cái thị phần nhợ yeah, và tăng được profit lợi nhuận Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với câu này cô sẽ dịch là lợi ích kinh doanh của công ty. Rồi cô sẽ thấy với cái từ interest, ngoài với nghĩa là sở thích ra, nghĩa là hứng thú ra, thì nó còn có nghĩa nữa là lợi ích, nghĩa là, là là tiền lãi. Đúng không ạ? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng ở đây cô dịch là lợi ích kinh doanh của công ty này là mở rộng được thị phần và tăng được lợi nhuận. Như vậy thì chốt lại ở cái vị trí số 4 này, cô sẽ điền được từ interest. Ok, vậy thì bạn sẽ thấy rằng là... Sorry. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với một cái từ này mà dùng trong ba cái câu khác nhau thì bạn thứ nhất là bạn sẽ học được Chợ, từ đấy nó sẽ có nhiều hơn một lét nghĩa mà mình biết này cho và chúng ta sẽ học được cả cái cấu trúc cụm từ nữa rồi tiếp tục với cái câu số 5 thì sao với cái câu số 5 bạn sẽ xét cho cô để ở cái vị trí này cô có từ là tính từ sở hữu sau so, tính từ sở hữu cộng với danh từ ok chưa vậy thì cô sẽ suy ra được là ở cái chỗ trống của chúng ta sẽ phải cần danh từ rồi em sẽ xét cho cô xem là ở cái chỗ trống số 2 của chúng ta thì mình sẽ cần cái từ gì? Nhì bạn sẽ nhìn cho cô này, ở cái vị trí số trống thứ hai thì bạn nhìn cho cô vào cái thành phần phía trước của nó. Hành về phía trước của nó thì bạn sẽ nhìn thấy có mặt của từ sau. Bạn sẽ nhìn thấy có mặt của từ end, từ này đọc là end. Đấy nhớ từ này cô là tính từ. Được Rồi vậy thế nữa là chúng ta có quy tắc là sau tính từ cộng danh từ như suy ra là vị trí số 2 của chúng ta cũng cần danh từ. Vị trí số 3 em thấy là đứng sau mạo từ the Chợ đứng trước giới từ of. Thì suy ra đây cô sẽ là danh từ. Mình có quy tắc là the cộng với danh từ, cộng với ở uh. Như vậy thì từ phải điền đây sẽ là danh từ. Bây giờ sẽ xét này. Cứ có từ of là sau years of hard work. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Chợ và dedication. Cứ có từ dedication nghĩa là tận tụy. Đúng ạ, tận tâm. Thì là sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và cống hiến. Anh ấy finally, cuối cùng đã có thể làm sao? Về computer science. Cô có từ computer cái từ là khoa học máy tính Vậy thì với câu này Chúng ta có một cái cụm từ sau Bạn thừa nhận cụm từ đó cho cô Cô có cụm từ là Nhiều một degree Nghĩa là có được tấm bằng in something Về lĩnh vực gì Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở vị trí đầu tiên Cô sẽ nghĩ đến việc dùng từ degree Tức là sau nhiều năm làm việc chăm chỉ Tức là sau nhiều năm học tập chăm chỉ Và cống hiến hết mình thì cuối cùng anh ấy cũng lấy được bằng Về khoa học máy tính Rồi nhá, sẽ cho cô với vị trí số 2 xem nào với vị trí số 2 cô có là she cô ấy decorated là trang trí. Là she decorated her home for Christmas. Chợ to the end with love. Chợ garland and a giant tree. Về dịch là cô ấy trang trí nhà cho Giáng sinh. Chợ với đèn này, đúng không ạ? Với dây hoa này và một cây thông khổng lồ. Vậy thì với cái câu số 2 của chúng ta, bạn sẽ thấy rằng là câu này nó sẽ phải đi theo cụm. Vậy theo cụm nó sẽ là cụm gì? Bạn thừa nhận cho cô này chúng ta có cái cụm từ là to đó ạ. Chợ the end. Nhớ yeah, từ này của chúng ta đọc là end. Thì cô sẽ có là to the end degree. Nhờ yeah, cái cụm từ này của chúng ta có nghĩa là đạt đến cái mức độ cao nhất, nghĩa là tối đa. Đây là một cụm thành ngữ. vậy thì với cô dịch là cô ấy trang trí nhà cho giáng sinh đầy đủ và hoàn hảo với đèn này, với dây hoa và một cây to khổng lồ. Vậy thì với cái vị trí số 2 cô cũng điền được từ degree. Đó, dạ, thế còn vị trí số 3 của chúng ta thì sao? Vị trí thứ ba chắc chắn là mình sẽ điền từ degree nhưng mà nó sẽ có nghĩa là gì? Chờ ở cái vị trí thứ nhất thì nó sẽ mang nghĩa là bằng cấp, đúng không ạ? Vị trí thứ hai theo cụm rồi. Ở vị trí thứ ba thì cô sẽ có từ degree và đằng sau có từ population là dân số. Vậy đây cô sẽ không dịch là bằng cấp dân số mà dịch là mức độ ô nhiễm sorry, cô nhầm này. giờ dạ, cứ có từ pollution là ô nhiễm Vậy thì ở vị trí này của chúng ta sẽ phải dịch là mức độ ô nhiễm của thành phố này đã đạt tới cái mức đáng báo động chợ gây ra cái mối quan ngại về sức khỏe cho resident, cho người dân. Vậy thì chốt lại ở cái câu số 5 này, cô sẽ được điền được từ degree. Ok. Vậy từ này của chúng ta nó sẽ có nghĩa là bằng cấp. Nó có nghĩa là mức độ và chúng ta sẽ học được một cụm thành ngữ này. Xong câu số 5 trợ cô sang với câu số 6. Trợ với cái câu số 6 tương tự như vậy nhờ chúng ta sẽ xét cho câu xem nào. Với cái câu số 6 ở cái vị trí đầu tiên của chúng ta. Bạn sẽ thấy là có từ hot đúng không ạ? Đằng sau có từ and. Khi có từ and thì hai vế nó sẽ phải cân nhau, tức nó sẽ có cùng chức năng từ loại, ngữ pháp và ngữ nghĩa của có từ sau. Với từ dedication, từ đấy của chúng ta có nghĩa là sự cống hiến, sự tận tụy. Đây là danh từ. Ở đây cũng có từ hot, từ đấy của chúng ta có thể là tính từ, có thể là trạng từ. Nhưng mà ở đây bạn sẽ thấy rằng là vì nó có từ and hay vì nó cân nhau Đằng sau nó có từ dedication thì đằng này cô cũng sẽ phải là danh từ Như vậy cô sẽ ra cái từ họ là tính từ Nhớ vì ở vị trí đầu tiên cô sẽ cần một danh từ Đó đúng không ạ? Vị trí số 2 này Sau cái phẩy sở hữu cách của chúng ta cũng sẽ cần danh từ Chứ còn vị trí thứ ba của chúng ta thì sao? cho vị trí thứ ba sẽ nhìn cho cô vào cái thành phần phía trước của chỗ trống Phía trước trống bạn sẽ thấy có mặt của từ sau với từ latest, từ từ của chúng ta là tính từ, nghĩa là mới đây nhất, gần đây nhất. Vậy chúng ta có quy tắc là sau tính từ cộng danh từ. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cả ba vị trí này của chúng ta đều cần danh từ. Bây giờ em sẽ xét nghĩa của cái câu thứ nhất. Nhớ cô sẽ có như sau. Dịch là cái sự làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình đã dẫn tới. Chúng ta có cái cấu trúc là little something dẫn tới cái gì? Đúng không ạ? Ở đây cái từ là, là quá khứ của từ lead. Dẫn tới cái việc successful thành công completion là hoàn thành hệ dịch là cái sự là việc chăm chỉ và cống hiến của nhóm đúng không ạ của nhóm đấy đã dẫn tới cái việc hoàn thành thành công cái project dự án đấy vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây cô sẽ thấy cái từ họ với nghĩa là làm việc thì cô sẽ nghĩ việc dùng từ work đúng không ạ hard work rồi tiếp này thử cho cô xem với cái câu số 2 của chúng ta xem được không nhé với câu số 2, cô có cụm từ deal with là giải quyết xử lý. Chợ difficult là khó, customer khách hàng. Vậy thì với câu dịch là đối phó với những cái khách hàng khó tính là cái công việc hàng ngày Chờ, của của gì của, của customer service representative. Ở cô có sau này với từ customer khách hàng với từ service là dịch vụ. Rồi tiếp này, cô sẽ có với một cái danh từ nữa của chúng ta, nhợ đó chính là từ với từ representative nghĩa là đại diện. Vậy thì với câu dịch là đối phó với những khách hàng khó tính là cái công việc thường ngày của đại diện dịch vụ khách hàng. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái câu số 2 của chúng ta nhá, bạn sẽ thấy rằng là ở đây mình có một cái cụm thành ngữ đó là cụm thành ngữ là on in a day work. chúng ta có cụm thành ngữ là on in the day work. Cụm thành ngữ của chúng ta có nghĩa là uh, những cái chuyện nhỡ thường ngày vậy, Cái chuyện mà mình làm gọi là chuyện bình thường hàng ngày ngày nào cũng làm thôi. Giờ với cái câu số 3, chúng ta sẽ có như sau các từ artist là nghệ sĩ. Vậy thì với cơ sở 3 dịch là cái tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ đấy Nó là một gì ạ? Nó là một loạt những cái bức tranh chiều tượng Đã nhận được cái sự hoan nghênh của giới phê bình Giới phê bình đúng không ạ? Tại cái cuộc triển lãm đó Cô dịch lại này Dịch là tác phẩm mới nhất của họa sĩ này đó, đó là một loạt những cái tranh chiều tượng Đã nhận được cái sự hoan nghênh của giới phê bình Tại cuộc triển lãm Thì bạn sẽ thấy được là với cái từ là work Chứ là nếu là danh từ không đếm được Nó mang nghĩa là công việc Thế còn với danh từ đếm được Nó mang nghĩa là tác phẩm Nghĩa là công trình Vậy ở đây cô có từ artist Là nghệ sĩ Thì cô sẽ dịch ở đây với từ work Từ đấy của chúng ta có nghĩa là tác phẩm nghĩa? Và từ work ở đây của chúng ta Nên dịch là Cô sẽ dùng cái từ work Có S Hoặc là em có thể dùng từ work Không nhìn ảnh cũng được Đó ạ Rồi xong câu đấy Chuyện cô sang với câu số 7 trở với cái câu số 7 Bạn sẽ xét cho cô xem này Ở cái chỗ trống này Bạn thấy là phía trước nó có mạo từ Ơ Chỗ sau mạo từ phải là danh từ Vậy chỗ trống thứ nhất cô cần danh từ Chỗ trống thứ hai đứng sau giới từ of Như cô cũng cần danh từ Chỗ trống thứ ba đứng sau mạo từ the Cũng cần danh từ Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là Ở cái câu số 7 này Cả ba chỗ trống của chúng ta Đều cần danh từ Như vậy bây giờ xem cho cô này Xét ngữ cảnh của câu này Chợ Water is that exists in liquid form And essential for all living organisms Dịch là ước là một cái gì đó mà nó tồn tại ở thể nào nhựa và rất cần thiết cho tất cả sinh vật sống cô có cái cấu trúc là be essential for something for somebody nhựa cần thiết cho ai cho cái gì vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở cái câu này thì mình có thể dịch được là nước là một chất đúng ạ mà nó tồn tại ở thể lỏng trở về thì cô sẽ thấy được ở đây cô sẽ dùng từ với từ substance nhựa cô có từ substance từ đấy của chúng ta có nghĩa là chất nhựa substance sorry em Đúng không ạ? Cô sẽ viết đây được đó là từ substance Nhưng đây giờ chúng ta mới đang giả định là mình dùng ít nhảy được nhá Nhưng mà để chính xác nhá chúng ta phải xét cả ba phương án Đúng không ạ? Nhưng bởi vì thực ra cái chất trong tiếng Anh có rất là nhiều từ Nhưng mà cô sẽ thử là với dùng từ substance là chất Rồi tiếp này thứ hai này The CEO of the company is a woman uh, Known for her wealth and influence Dịch là vị giám đốc điều hành của công ty là một người phụ nữ làm sao? Nghĩa người mà được biết tới là người nổi tiếng về sự giàu có và có tầm ảnh hưởng. Vậy thì với cái câu này chắc chắn nó sẽ là câu về cụm từ rồi. Chúng ta có cụm từ như sau. Chợ chúng ta có cái cụm từ là a woman of substance. Nghĩa là một người phụ nữ cực chất. Chợ một người phụ nữ cực chất tức là sao? Nghĩa tức là cái người mà rất là giàu có và có tiếng nói. Nghĩa là một cái người mà có quyền lực. Đấy, được không ạ? Vậy cô sẽ có cái cụm từ là a man hoặc là a woman of substance nghĩa là một cái người mà có quyền lực có tầm ảnh hưởng nhờ, có tiếng nói nhớ vậy thì với câu số 2, cô sẽ dịch là giám đốc điều hành của công ty là một người phụ nữ giàu có và quyền lực nổi tiếng vì sự giàu có và có tầm ảnh hưởng vậy thì ở cái vị trí số 2 theo cụ đúng không ạ cô sẽ điền từ substance đúng không ạ thế còn vị trí số 3 thì sao Chứ ở vị trí số 3 chúng ta sẽ có như sau cái gì của argument cô có từ argument nghĩa là tranh luận nhờ, là importance tầm quan trọng của education của giáo dục cho cái việc shaping định hành như cho cái việc định hình sorry better future tương lai tốt hơn vậy thì với câu này cô sẽ phải dịch là không thể dịch là chất ở đây được đúng không ạ vậy thì bạn lưu ý cho cô như sau với cái danh từ với danh từ substance ngoài với nghĩa là chất ra đúng không ạ thì nó còn có nghĩa nữa là cái phần quan trọng nhất phần chính của cái gì vậy thì ở cái vị trí số 3 này đấy nhá thì bạn nhớ cho cô là với cái từ là substance Để chúng ta sẽ phải dịch nó là cái phần quan trọng nhợ phần chính Phần chính của cái bài tranh luận của ông ấy là về tầm quan trọng của giáo dục trong cái việc hình thành một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng vậy thì chốt lại với câu số 7, cô sẽ đền từ substance. Từ đây của chúng ta có nghĩa là chất. Nhờ? ngoài ra nó có nghĩa nữa là cái phần quan trọng nhất, phần chính. Ngoài ra chúng ta sẽ học được một cái cụm từ là cụm từ a man hoặc a woman of substance. Nên là một cái người cực chất, một cái người mà có tiếng nói, có sức ảnh hưởng, có tiền. Đấy. Rồi xong câu số 7, chuyển cô sang với câu số 8. Với cái câu số 8 cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ xét cho câu này Chờ chúng ta sẽ thấy được là với cái anh ý A à của chúng ta Với cái anh đầu tiên này Nó thấy là đứng sau từ long là tính từ Nó sẽ là danh từ phải không ạ? Thế ở vị trí thứ hai cô đứng sau phải S ở hữu cách Nó cũng là danh từ Vị trí thứ ba cô đứng sau từ difficult là tính từ Với nó cũng là danh từ Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cả ba vị trí này của cô đều cần danh từ Như bạn xem cho cô này Với cái câu đầu tiên trong cái loạt ba câu Trong cái câu số 8 này thì bạn sẽ xem cho cô xem là với cái anh ý à, với cái anh đầu tiên là chúng ta sẽ cho từ gì được vào nhé. Chúng ta có cái cấu trúc là embark. với cái cấu trúc là embarked on something. Thế cụm từ này của chúng ta có nghĩa là bắt đầu. với cái cấu trúc là embarked on hoặc là upon something. Thế cụm từ này của chúng ta có nghĩa là bắt đầu làm một cái gì đó mới mẻ hoặc là thách thức. Vậy thì với cái câu này cô sẽ dịch được như sau này Dịch là chúng tôi bắt đầu vào một cái gì dài Cho across là qua đúng không? the country, đất nước đó Driving from coast to coast Giờ chúng ta sẽ có là lái xe từ cái bờ biển này Nhớ tới bờ biển khác Vậy bạn sẽ được là cái đoạn sáng sau này Lái xe từ bờ biển này tới bờ biển khác Đúng ạ? Dọc theo đất nước Vậy là chúng tôi bắt đầu vào một cái hành trình dài xuyên đất nước Vậy được là với cái từ là hành trình dài đúng không ạ? Thì cô có thể nghĩ việc dùng từ trip họ kế hoặc là dùng cái từ Giờ cô có thể dùng từ journey là chuyến đi, có thể dùng từ trip, có thể dùng từ excursion. Giờ bây giờ em sẽ thử cho cô này với cái câu số 2 của chúng ta xem, nhà em sẽ điền từ là gì. Trợ với cái câu số 2 thử cho cô câu số 3 trước thường là cái câu số 2 cô cho anh cho nó theo cái kiểu là cụm từ đấy nhá. Vậy để xem cho cô lại với cái câu số 3 của chúng ta Thì cô có cái cấu trúc là cái cụm từ là recover from Nghĩa là bình phục Nhờ hồi phục Nhờ về hồi phục sau Chợ bình phục sau Dịch hơn thế câu này không dịch là bình phục nghe nó không hay Chợ dịch là bình tâm lại sau cái break up Chúng ta có cái từ break Với cái từ break up nghĩa là chia tay nhá à, yeah. Có thể sẽ là một cái hồi, hành trình khó khăn Trong cái việc là dạo chữa lành và tự khám phá Vậy với câu dịch là bình tâm lại sau một cái cuộc chia tay có thể là một cuộc một hành trình khó khăn nữa ạ của cái việc là chữa lành và tự khám phá vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây cô sẽ dùng với từ nhờ cô sẽ điền điền ở vị trí số 3 ở câu với từ journey chợ với cái từ journey từ đây của chúng ta có nghĩa là cái việc mà đi từ nơi này tới nơi khác chợ ngoài với cái nghĩa là đi từ nơi này tới nơi khác ra thì nó còn nghĩa là một cái quá trình dài và thường là khó khăn trong cái sự thay đổi về cá nhân trong cái sự phát triển cá nhân vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở trong cái ngữ cảnh câu này thì ở cái vị trí số 3 có sẽ điền từ journey từ đấy của chúng ta nó không phải là một cái hành trình đi đâu đâu chợ nó là một cái quá trình thay đổi chợ trong cá nhân thường là cái hành trình khó khăn chợ vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở vị trí số 3 có sẽ dùng từ journey với cái lát nghĩa thứ hai đấy nhá rồi vậy thì với cái câu số 2 của chúng ta thì sao chợ với cái câu số 2 chúng ta có như sau này Chứ từ failure từ thất bại tới sẽ thành công Chúng ta có từ inspire trong cái cấu trúc là inspire. Yeah somebody, tôi luôn thấy truyền cảm hứng cho ai đó làm gì. Chờ vậy thì với cái câu này chúng ta dịch là cái hành trình từ thất bại tới thành công của một doanh nhân này, đúng không Của doanh nhân này đã truyền cảm hứng cho những người khác là không bao giờ được ý, bỏ cuộc, không bao giờ được từ bỏ với ước mơ của mình. Vậy thì trong này chúng ta lại có một cái cụm từ sau. Chúng ta có một cái cụm từ là journey from to nhớ. Chúng ta có cái cụm từ là journey. Ok, journey from to. Chợ journey something from, chợ journey from something to something, hành trình từ cái gì tới cái gì. Vậy rút lại chút lại là với cái câu số 8 này. Cô sẽ điền đây được với từ journey em nhé.